1, 2, 3. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn làm video để chia sẻ những cái bộ combo đánh đòn chỏ và kết hợp những đòn chỏ và những đòn lên gối. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho tất cả anh em xem cái bộ combo mà bên mình gọi như là các kỹ thuật nâng cao. Thì từ bây giờ thì chúng ta nên tập những cái bài nâng cao của bên mình để anh em có thể tự tập võ tại nhà được. Thì mình sẽ làm chậm và làm nhanh cho anh em xem. Mình sẽ phân tích cho anh em những đòn để anh em dễ hiểu và dễ học nhất nhé. Rồi, khi mà chúng ta mà muốn đánh chặn đối phương một cách hiệu quả nhất, để sao để cho nó an toàn cho chúng ta nhất, thì cách hướng đỡ này, khi mà đối phương tấn công lên này, gạt xuống là lên này, gạt xuống lên này, anh em để ý rằng là cái cùi chỏ của chúng ta này, một là chúng ta đánh vào phần cằm đây, hai là đánh vào phần sống mũi. Anh em nhớ cho mình là phần cái đòn đầu tiên là như vậy nhé, lại là một này, hai là đòn chặt vào cổ này, ba nắm lại là lên gối này, bốn là quăng đối phương này. Thì anh em để ý là bốn cái đòn này là bộ combo, dành thời gian mình sẽ chia sẻ từ từ cho anh em xem, anh em dễ hiểu hơn nhé. Lại là một này, đánh vào phần cằm và phần sống mũi này, hai nữa là đòn chặt vào cổ này, ba nữa là đòn lên gối này, bốn nữa là đòn quăng quật đối phương. Thì đây là bộ combo, thì anh em nhớ nhá, đây là bây giờ mình nâng cao rồi thì gọi là bộ combo 4 kỹ thuật. Thử ra chúng ta tập luyện với bạn tập hoặc là tập gió, tập vô hình, thì chúng ta nhớ là tập nhanh và hiểu được từng đòn của nó đánh vào đâu nhé. Rồi lại nữa, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đó là 4 kỹ thuật. Thì tiếp theo nó bộ combo số 2. Giờ đến bộ combo số 2 này nhé các bạn. Bộ combo số 2 này thì gần cái bộ đầu tiên. Anh em để ý rằng khi mà đối thủ đấm nhiều đòn thì chúng ta nên sử dụng các kỹ thuật là tổ hợp. Khi đối phương tổ hợp các kỹ thuật này, một là đánh chỏ ngang vào phần quai hàm đối phương, hai nữa là chỏ giật đây, chỏ giật vào đây, ba nữa là lên gối, bốn là quăng quật, thì vẫn vậy. Thì anh em để ý giùm mình nhé, mình sẽ phân tích từ từ cho anh em xem nhé. 1 2 3 1 2 3 4. Thì anh em để ý rằng là combo là chúng ta phải đánh liên hoàn thì mới gọi là combo. Thì anh em để ý rằng cho mình rằng thì mình làm video là mình muốn cho anh em hiểu được, thấy được rõ các bài tập, các kỹ thuật, thì mình sẽ phải làm chậm cho anh em này, lên này, 1 2 3 này, 1 là đánh chỏ ngang này, 2 là chỏ giật này, 3 là lên gối này vào chân thủy này, 4 là quăng đối phương này. Đấy, 4 đòn đấy, đó là combo số 2 nhé. Anh em có thể thấy rõ hơn được chưa? Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bộ combo số 3. Combo số 3 thì cái hướng chỏ nó sẽ thay đổi nhé anh em. Lên này, 1, 2, 3, chỏ ngược lên. Đấy, từ dưới đánh ngược lên trên cằm. Và chúng ta xoay người, chúng ta đánh chỏ từ trên, chúng ta đánh xuống. À, anh em để ý rằng cái này bài này nó khó hơn. Anh em phải tập luyện mất một thời gian để tập võ tại nhà. Những bạn nào mà tập đã tập võ rồi thì nó sẽ dễ hơn rất chi là nhiều. À, lên em, 1, 2, 3 này. Đây, đánh chỏ ngược, đánh ngược lên. Rồi, combo xoay, chỏ trên. Thì cái phần này thì mình sẽ, con em mới phân tích cả bước chân đấy cho anh em xem, bởi vì nó khó đấy, nên mình phân tích kỹ lưỡng cho anh em xem nha. Thế này, 1, 2, 3, 4. Thì anh em để ý cái phần chân của mình này. Lại này, 1, 2, 3 này. 3 này lên đây này, lên đây này. Là đã lên cằm rồi, đối phương muốn đấm nên là mình phải lên cằm trước rồi này. Thì cái chân của bạn xoay con pha, xoay con pha đồng thời cái tay của chúng ta đánh từ trên chỏ từ trên đến xuống. Và mắt chúng ta đồng thời phải nhìn về phía sau để nhìn đối phương nhá. Chứ nhiều bạn đánh như thế này là không được nhá. Phải quan sát đối phương mình đánh nhé. Gọi là bách phát bách trúng nếu mà chúng ta quan sát được ạ. Đây này. 1 2 3 này, chỏ ngược này, xoay người chúng ta đánh từ trên chúng ta đánh xuống, cái chân của chúng ta xoay. Các bạn phải mượn đà. Đấy, các bạn đánh không thì lực nó yếu và khó nó vào đối phương. Chúng ta muốn mạnh thì chúng ta xoay, xoay cả phần chân này. À, nó mới mạnh được nhé. Phần kỹ thuật này nó hơi khó chút xíu. Nên anh em ráng với kỹ thuật này. Thì mình sẽ làm lại một lần nữa cho anh em xem nhé. 1, 2, 3, 4, đấy. Thì chúng ta tập là như vậy đấy, combo là nó phải nhanh như vậy. Tiếp theo nữa là kỹ thuật. Kỹ thuật này là nó đơn giản nhất, là cái combo số 4 này nó đơn giản nhất.
các bạn cần vào cái là các bạn hạ đối phương ngay lập tức luôn, vào một đòn thôi, đó là vào chân thủy đối phương. Khi mà đối phương tấn công mình này, đây là vào chân thủy trước này, đó là sau đó phòng của đối phương. Đấy. Thì anh em để ý cho mình là vào một cái là cho ăn trỏ ngay, ngay lập tức. Không biết người ta đấm đòn nào, có thể là đấm vòng này này, ăn là đấm vòng, cũng cho một cái vào đây chân thủy đây. Sau đó chúng ta quăng quật. Thì anh em để ý rằng cái quăng quật á, thì em đứng vào đây, rồi lên là đấm này. Đây, cái quăng quật các bạn ôm đây sát đây, còn chân của các bạn để vào phần đầu gối đối phương đây, để vào phần này. Đấy, các bạn thắt lên. Đấy. Quăng quật thì người lớn cũng phải té thôi, mình phải phá trụ, thứ nhất là trụ, thứ hai nữa là phần ở trên, phần sống lưng này trên này. Cái này mình quật thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, đấm lại các em ạ. Một này thì cái chân là đây, là cái đầu gối các bạn để đây để phá trụ, cái tay của các bạn để đây thì đồng thời hai chân và tay đi cùng lúc. Đấy. Thì nó sẽ có cái sự hiệu quả cao, và chắc chắn là kể cả người cao to cũng sẽ bị té. Thử ra nó phải có cái mẹo đó. Thì đó là bộ combo 4 kỹ thuật ngày hôm nay mình làm video. Mà trước khi mà mình làm những video tới thì mình khuyên rằng anh em là những cái bộ kỹ thuật trỏ gối nó nguy hiểm. Thì thử ra mình ít làm video là như vậy. Khi mà các bạn ra các bạn tập luyện và các bạn thử một ai đó, thì lỡ các bạn đánh vào mặt người ta hoặc cho một trỏ vào đối thủ, thì lỡ là các bạn đó ai dạy bạn đấy thì các bạn nói là ông Toản thấy trên video ông ấy hướng dẫn thì tôi làm theo rồi chết mình ấy. Thì mình mong là anh em là xem video tham khảo để có thể tự tập võ tại nhà để tự vệ cho bản thân mình, chứ không phải là các bạn tập để các bạn ra ngoài các bạn thử ông này thử ông kia và sau đó là nói về ông Toản ông chỉ trên mạng là chết mình ấy nha. Thì gửi cho các bạn để ý có gì đó thì đừng có lôi ông Toản ra ông chỉ nha, nguy hiểm lắm. Và mình ngại nhất là chỉ những kỹ thuật đòn trỏ gối, những đòn hiểm cho các bạn, bởi vì nó có hai mặt. Nếu mà mình chỉ cho những bạn nào tốt á, thì là tốt, chỉ cho những bạn nào mà dùng cái kỹ thuật đó để đi thử và đi đánh người khác, đi đấu với người khác, đi giao lưu người khác là nó là nguy hiểm lắm. Đấy, có những cái ông thầy phải giữ lại là như vậy, không thể nào truyền được hết được. Mình hướng dẫn trên mạng mình chỉ có thể là đến 70% thôi, còn 30% những đòn hiểm phải để lại. Mục đích là không phải là giữ lại cho mình, mà mình phải giữ lại để tránh những cái kỹ thuật xấu nó vào tay người khác. Và về trên cơ thể con người nó có rất là nhiều những cái chỗ huyệt đạo nó nguy hiểm đến tính mạng con người. Thì thưa anh em thông cảm cho mình nhé. Có gì đó thì những bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn, mỗi một video thì mình sẽ hướng dẫn một các đòn thế khác nhau, các phương pháp khác nhau, các đòn đánh khác nhau, nhưng đều là những cái kỹ thuật thực chiến hiệu quả nhất, đơn giản nhất. Bởi vì cung phu từ người nào chỉ chú trọng vào những cái kỹ thuật đơn giản dễ tập, chứ chúng ta không mò mè rồi múa nhảy gì cho nó phức tạp mà nó mệt, mà cung phu từ người nào chỉ tập trung tập luyện những kỹ thuật đơn giản nhất để có hiệu quả cao nhất. Và các bạn thấy video của mình hay và có ý nghĩa giúp được cho các bạn nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tất cả các bạn.